70 năm sau, từ ngày cô gái Phan Thị Bình cất tiếng hát đầu tiên bài Sinh viên hạnh phúc, sau này trở thành bài Quốc dân hạnh phúc, hôm nay lại được trổi lên bởi một dàn nhạc nổi tiếng của một quốc gia vừa thoát khỏi gông cùm Cộng sản Nga Xô. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa được biết đến về những đóng góp giá trị của ông cho nền âm nhạc Việt Nam qua các giải thưởng trong nước trước năm 1975 và qua các hoạt động tích cực về âm nhạc tại hải ngoại sau năm 1975. Quốc thiều và quốc ca, nó mang tính chất dân tộc, nó mang cái hồn dân tộc. Chúng ta luôn luôn mang nó theo, dù phải lưu lạc bất cứ nơi nào trên thế giới. Tôi đã soạn và âm phối khí cho nhiều ban nhạc khác nhau, nhưng tôi xác nhận lần này là cái lần trình diễn có thể gọi là xuất sắc nhất, bởi vì do cái dàn nhạc National Presidential Orchestra, họ là những nhạc sĩ lỗi lạc, họ cũng đã từng bị Cộng sản đô hộ đè nén và bây giờ họ thoát ra được, cho nên họ yêu sự tự do, và cái sự tự do đó nó bay bổng ở trong cái tiếng nhạc của họ trỗi ra. Это вьетнамский флаг. Это прощание. Флаг. Нама цена. Вони свого часу, захопивши цілі сектори на Барабашова за сприяння інших таких же національних меншин, в першу чергу єврейської і іудейської громади на чолі з Фельдманом, вони зараз починають захоплювати весь Харків. Спочатку це буде економічне домінування, потім вони проведуть своїм представників до органів місцевої влади, збудують тут крами. Дальше. Это вьетнамский флаг. Это прощание. Флаг. Нама цена. Помогать.
Слава Україні! Героям слава! Андрій вже сказав про те, що ці незвані гості нам тут не потрібні. І вони мають усвідомити, наскільки вони нам не потрібні. Зараз ми паралельно справедливе суспільство. А сюди вони приїхали з нас зневажати і з нас пити кров. Тому що вони на нас наживаються. Вони свого часу, захопивши цілі сектори на Барабашова, за сприяння інших таких же національних меншин, в першу чергу єврейської і іудейської громади на чолі з Фельдманом, вони зараз починають захоплювати весь Харків. Спочатку це буде економічне домінування, потім вони проведуть своїм представників до органів місцевої влади, збудують тут крами. Chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Đập vào gáy đi ông, đập đầu được làm gì? Đập vào đầu chết thế nào được? Đập vào gáy kia. Túm xích anh nghe, túm xích. Ông cổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đây? Ê, ông đi vui đấy. Thật xấu quá. Đập vào gáy đi ông, đập, cứ đập vào đầu. Số mày không chết nhưng mà mày đúng đấy, đập tung vào cái đó mãi đập bao nhiêu nhát không chết lại cổng nó rồi. Chạy rồi đập chưa ai đập mãi không chết đấy, nhát đòn chí mạng đấy. Nhát nữa. Úi trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Đập vào cái một phát luôn. Cứ đập vào đầu nó còn đâu chết. Nói này thôi. Một cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy sao chọc dao dao cù thế cạnh cạnh đập vào cung họng này đấy, được rồi, vào vào đi vào dao cùn thì sao nghiêng dao đấy, bắt đầu chọc đi ông, chọc đi xong lấy lấy nước dần chảy ra đây này, cái mõm nó này hất ra thì giờ thế mà tiết nó phải chảy ong ọc cơ. Gió đánh cái cành nhỏ nằm nòng thôi, hứng nữa vào không ấy nó ra ngoài, có chi tiết ra ngoài hết, cho dao vào lách nó ra đấy, nhiều chốc nó ra đấy, giờ bắt đầu nó còn thở. Duck, 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 duck,